mật này. Date 2020. Đây là Blackmore vitamin E loại 30 viên. Đây là sữa tắm cho bé nhé cả nhà, rất nhiều luôn. Sữa dẻo cho bé, vitamin C, omega 3 này. Rất nhiều luôn. Đây là kẹo thơm miệng cả nhà. Vitamin D, canxi cho bà bầu loại 130 viên nha. Đây là thảo độc gan loại 120 viên nha, để tóc. Date 2020. Blackmore vitamin tổng hợp cho bà bầu. Là sữa ong chúa nữa cả nhà, của Healthy Care. Đây là cây Tajikut nè, 50 viên. Lysine bột nè, để tăng chiều cao cho bé. Đến 2020 ạ. Đây là xịt keo ong nha cả nhà. Nu canxi dạng vỉ 30 viên ạ. Đây là kẽm nha, kẽm cho bé loại 120 viên. Đến 2020. Cho bé từ 0 đến 3 tuổi. Đây là keo ong nha. Đây là men vi sinh cho trẻ. Thank you.